Trận lũ quét tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra vào dạng sáng ngày 25 tháng 7, đã làm 2 người tử vong và 5 người mất tích. Tính đến ngày hôm qua, sau gần 5 ngày xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể và vẫn còn 3 người chưa tìm thấy. Các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung nỗ lực tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ nhân dân vùng bị lũ quét khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống những ngày vừa qua việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích gặp rất nhiều khó khăn bởi củi rác và đất đá đổ về khu vực lòng hồ nhiều khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp khó các thành viên tổ tìm kiếm cứu nạn khu vực lòng hồ đã không thể dùng thuyền mà phải bơi dò tìm, lật từng thanh củi để tìm kiếm các nạn nhân bị lũ quét. Sau khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, lực lượng công an đã mời gia đình cùng chính quyền địa phương đến nhận diện, đưa về tổ chức mai táng. Các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Điện Biên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, tính đến ngày 28 tháng 7, trận lũ quét xảy ra tại xã Mường Bồn đã gây thiệt hại gần 60 tỷ đồng.